Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, nghĩa bất khả thuyết, không tăng, không giảm. Bố thí ba la mật đa cũng không tăng, không giảm. Tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa cũng không tăng, không giảm. Bốn niệm trụ cũng không tăng, không giảm. Bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng không tăng không giảm bốn tịnh lự cũng không tăng không giảm bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng không tăng không giảm tám giải thoát cũng không tăng không giảm tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ cũng không tăng không giảm pháp môn giải thoát không cũng không tăng không giảm pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng không tăng không giảm bậc cực hỷ cũng không tăng không giảm bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệm tuệ bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viện hành bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân cũng không tăng không giảm. Năm loại mắt cũng không tăng không giảm, sáu phép thần thông cũng không tăng không giảm, pháp môn tam ma địa cũng không tăng không giảm, pháp môn đà la ni cũng không tăng không giảm. 10 lực Phật cũng không tăng không giảm, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng không tăng không giảm pháp không quên mất cũng không tăng không giảm tánh luôn luôn xả cũng không tăng không giảm trí nhất thiết cũng không tăng không giảm trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng không tăng không giảm này thiện hiện các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa an trụ phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa chẳng nghĩ thế này ta đối với bát nhã ba la mật đa hoặc tăng hoặc giảm chẳng nghĩ thế này ta đối với tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa hoặc tăng hoặc giảm chỉ nghĩ thế này chỉ có ý niệm về danh xưng là bát nhã ba la mật đa chỉ nghĩ thế này chỉ có ý niệm về danh xưng là tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí, ba la, mật đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy khi tu hành bố thí ba la mật đa, đem tác ý câu hành với bố thí này và tâm cùng thiện căn nương đây mà khởi, ban cho các hữu tình. Cùng có như nhau sự hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột như quả vị giác ngộ cao tột sâu xa vi diệu của Phật mà phát khởi hồi hướng.